Chiều nay, nhiều nơi ở Bắc Bộ và các tỉnh thành của Trung Bộ sẽ nắng mạnh và nóng hơn ngày hôm qua. Quý vị đề phòng say nắng, say nóng khi ở lâu ngoài trời. Thông tin chi tiết sẽ kết thúc 5 phút hôm nay. Xin kính chào tạm biệt quý vị. Dự báo nhiệt độ cao nhất chiều nay ở khu vực Đông Bắc Bộ, phía Nam Sơn La, Hòa Bình từ 35 đến 37 độ C và có nơi là trên 37 độ C. Thanh Hóa đến Phú Yên, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ C và có nơi là trên 38 độ C. Cảnh báo nắng nóng ở khu vực Trung Bộ còn kéo dài trong nhiều ngày tới, còn Bắc Bộ thì duy trì đến ngày 10 tháng 8. Trong thời tiết này, ở lâu dưới nắng dễ dẫn đến nguy cơ say nắng, say nóng do cơ thể ra nhiều mồ hôi và mất nước. Quý vị nên hạn chế ra ngoài trong khoảng thời gian từ 11 giờ đến 15 giờ. Nếu phải ra ngoài, nên mặc quần áo dài che nắng, đội mũ rộng vành, mang theo nước uống và một chiếc khăn mềm thấm nước tốt để lau mồ hôi.